Thế giới hoàn mỹ tập 350 Truyền thuyết về Thanh Nguyệt Bạch Ngọc Sơn Tọa lạc bên trong khu phế tích Trắng ngọc rực rỡ Lập lành trói sáng Trăm vạn chữ cổ tựa như là những ngôi sao đang nhấp ngày ánh sáng Đáng người thạch hạo đã lên tới đỉnh núi Hai cũng rất mong chờ 108 chữ cổ đặc biệt này Muốn hiểu rõ thứ sức mạnh quỷ thần khó lường ẩn chứa trong đó Không ngờ lại đạt được Đáng tiếc như tứ trưởng lão đã nói đỉnh núi bị cắt gọn với tiết diện mặt cắt vô cùng chân bóng tựa như bị người khác dùng vũ khí sắc bén chém lìa đây là chuyện tình trong tiên cổ nên mọi người cũng không có tìm hiểu rất khó có thể biết được vì sao lại phát sinh chuyện đó cho nên nhiều người chỉ biết thở dài tiếc hận không thôi các ngươi cũng không cần tiếc nuối làm gì cửu thiên thập địa vẫn còn ẩn giấu một vài động thủ tiên gia và chúng cũng chưa hề được khai phá qua có thể vào một ngày nào đó khi các ngươi đủ mạnh khi tức tiên đạo được tu luyện càng thâm hậu hơn thì có thể sẽ đi thám hiểm, lúc đó có thể đạt được những tiên văn cuối cùng ấy, Tứ trưởng lão nói. Trong lòng mọi người liền dấy lên niềm tin, dù sao cũng chỉ là những chữ viết mà thôi, chắc chắn không chỉ được lưu lại ở mỗi ngọn núi ngọc truyền thừa này, những nơi khác khả năng vẫn có. Bọn họ cũng không hề xem thường những chữ viết này, khi tu hành tới mức tận cùng thì dù một chữ nào cũng đều là vũ khí, đều là thần thông, đặc biệt là 108 chữ cuối cùng kia nó ẩn chứa tinh hoa của tiên cổ, là một dạng tích lũy văn minh truyền thừa. Thôi được rồi, không nên mơ tưởng xa vời làm gì, tốt nhất cứ bắt đầu từ những chữ cơ bản nhất đi, các ngươi có thể tự mình tìm hiểu và suy luận. Tới khi nào không cách nào hiểu được nữa thì hãy tới tìm ta, tứ trưởng lão nói. Đồng thời, hắn cũng nói cho mọi người biết, ngọn bạch ngọc sơn này đã được hắn cùng với những trưởng lão khác luyện hóa, cho nên có ẩn chứa dấu vết tinh thần của bọn họ vì vậy cũng có thể tiếp xúc và trợ giúp mọi người tìm hiểu mọi người nghe thế thì mừng rỡ ai nấy đều gật đầu rồi nhao nhao tìm hiểu lúc đầu bọn họ còn cho rằng sẽ rất dễ dàng dù sao thì ai cũng đều là thiên thần nguyên thần hơi đảo qua một cái tuy rằng không phải là gặp qua sẽ không bao giờ quên thế nhưng cũng gần gần như vậy nhưng cùng với việc ngộ pháp cùng với thời gian chuyển dài thì đám người bắt đầu nhíu mày những thứ này không chỉ là chữ viết mà còn là những mảnh vỡ của đại đạo ẩn chứa chân nghĩa thứ gì phức tạp nhất tất nhiên là đạo khó có thể giải nghĩa không cách nào nói rõ chẳng có hình dáng mà những chữ viết này lại là một loại vật dẫn của đạo là quy tích hữu hình của đại đạo vốn có là sự miêu tả rất là chuẩn xác một khi hiểu rõ chữ viết này thì chắc chắn sẽ nắm bắt được rất nhiều bản chất của thiên địa sẽ có lợi ích to lớn cho việc tu hành của bản thân thứ tốt, nhất định phải hiểu rõ, thạch hạo lên tiếng. Đại đạo có thể dùng cốt văn để thể hiện, còn có thể sử dụng dạng chữ viết này để truyền đạt, so sánh kiểm chứng giữa hai bên thì chỗ tốt khó mà đoán hết dược. Ừ. Trong lúc mọi người ngộ pháp thì một tiếng rung mạnh truyền tới, một tu sĩ trẻ tuổi đã tu ra tiên khí chợt ho ra đầy máu, cả người bay ngược ra khỏi bạch ngọc sơn. Mọi người giật này cả mình, lúc hắn đang tìm hiểu chữ cổ này thì nơi đó chợt lao ra một con quái vật cưỡi trên ngọn lửa hừng hực, nó há miệng hí vang, chiếc sừng trên đỉnh đầu đâm thùng bầu trời, cũng chính vì thế người kia mới bị thương như vậy. Chỉ một đám chữ cổ nhưng khi tìm hiểu thì rất khó hiểu rõ và tạo nên kết quả như vậy, quả là làm người khác kinh ngạc. Đương nhiên, cũng là vì hắn hiểu không thấu và chạm phải dấu vết tinh thần mà các trưởng lão lưu lại, vì vậy phát sinh ra uy lực khủng khiếp đánh bay hắn ra ngoài. Mọi người kinh ngạc, nếu như vận dụng đúng phương pháp thì một chữ sẽ có uy lực như vậy. Nếu như cả trăm vạn chữ cổ đồng loạt chồng chất lên nhau và vận dụng một cách linh hoạt, vậy sẽ đáng sợ tới mức nào? Đồng thời, mọi người ý thức được, tòa Bạch Ngọc Sơn này tuy rằng phong ấn những dấu vết tinh thần của các trưởng lão và có thể trợ giúp bọn họ ngộ pháp, thế nhưng cũng ẩn chứa nguy cơ, khả năng là cố ý lưu lại xem như là một loại thử thách. Thời gian trôi qua, loàng cái đã qua đi mấy ngày, ai nấy cũng đều có thu hoạch cho riêng mình. Âm. Um. Ngày hôm đó, lại thêm một tiếng vang thật lớn nữa phát sinh, trước người Lục Đà là mấy ngàn chữ cổ đang xoay tròn, ánh sáng lan tỏa vần quanh lấy hắn, sau cùng trùng hóa thành 10 con thiên long lượn quanh như muốn cuốn đứt cơ thể hắn. Không đơn giản đâu, hiện giờ có thể hiểu được cách vận dụng linh hoạt, thế nhưng như vậy cũng rất là mạo hiểm, sẽ đẩy bản thân vào trong tình thế nguy cấp, tứ trưởng lão lên tiếng. Lục Đà đã hiểu được mấy ngàn chữ cổ chỉ trong thời gian ngắn như thế, thật sự là một chuyện khó tin. Hắn vẽ lại các chữ cổ rồi bắt đầu sắp xếp, đồng thời đụng vào những vết tích mà trưởng lão lưu lại, vì thế mới dẫn tới dị tượng, gọi ra 10 con thiên long do chữ viết tạo thành. Ầm. Ừ. Cuối cùng, 10 con thiên long đều nứt toác, tất cả bị thân thể của Lục Đà xé lìa, tiên huyết nhuộm đỏ hư không thế, nhưng tiếp đó chúng hóa thành ánh sáng và ngưng tụ thành các chữ viết thân thể của Lục Đà Lắc Lư, về mặt đỏ bừng thế nhưng rất nhanh sau đó liền dịu xuống. Rất nhiều người thở dài, quả nhiên trí tôn tu ra ba luồng tiên khí rất đáng sợ, người khác khó lòng so sánh được, hắn mạnh tới mức không còn gì để nói được nữa. Có là gì đâu, cũng chỉ là những chữ viết cơ bản nhất thôi, nếu như có thể nắm giữ hết trăm vạn chữ cổ trong tay và bắt đầu suy diễn sâu hơn một bước, sắp xếp các loại đạo tắc thì mới có thể hiển lộ hết uy lực, Lục Đà Khẽ nói. Những người này chẳng biết phản bác ra sao, hiện giờ lục đà cũng mới chỉ ở cảnh giới thiên thần nhưng lại biểu hiện như vậy thì đủ xưng là tuyệt diễm rồi. Ừm Chỗ vương hy thì xuất hiện một vùng thực vật, mỗi cây cỏ đều lấp lánh ánh vàng tựa như được đúc ra từ vàng. Chúng cắm rễ trong hư không và không ngừng buông rú hàng vạn sợi tơ hình thành nên xích thần trật tự, thứ này như muốn vây giết lấy nàng. Hiển nhiên, đây cũng là do mấy ngàn chữ cổ hóa thành và tạo nên nguy cơ không hề nhỏ. Vương Hy với dung nhan tuyệt mỹ, lúc này thân thể mềm mại chuyển động một cái, đang gặp phải áp lực vô cùng lớn. Sau đó, ba luồng tiên khí từ thiên linh cái lao ra ngoài rồi đốt cháy những cây vàng ống kia, khiến nơi đây trở lại vẻ yên tịnh vốn có. Những người tìm hiểu chữ cổ nơi này đều gặp phải những phiền phức hoàn toàn khác nhau. Đặc biệt, nơi trích tiên xuất hiện những ngôi sao lớn, tiếp đó một vũ trụ cổ xưa xuất hiện rồi bao trùm hắn ở bên dưới. Nơi đó vô cùng thần bí, khi hỗn độn lượn lờ, một mô hình vũ trụ đang diễn hóa và lơ lửng nơi ấy. Người trẻ tuổi này lợi hại thật, lẽ nào là đệ tử của vị tiền bối kia, không phải người nọ sớm chết cả chục vạn năm rồi hay sao? Ánh mắt của tứ trưởng lão rái lên, cảm thấy khá là giật mình. Ồ, tiền trùng này xuất hiện là do sự bức ép của mấy ngàn chữ cổ kia ư, tứ trưởng lão thì thầm. Những người khác cũng giật mình theo, những thứ xung quanh vũ trụ ấy chật nứt bóc ra những người khác đều kinh ngạc nhìn về nơi đó, rất lâu cũng chưa thể phục hồi lại tinh thần. Mãi cho tới khi thập quan vương tay cầm một cây nhỏ không ngừng tản ra từng làn khí hỗn độn, điên cuồng lao ra hàng ngàn hàng vạn luồng ánh sáng. Đã tìm hiểu không biết bao nhiêu chữ cổ thì mọi người mới chợt tỉnh lại. Cây non thế giới thủ, tứ trưởng lão hoảng sợ, tuy rằng đã biết trước thế nhưng vẫn thay đổi sắc mặt thập quan vương chẳng hề ẩn giấu, bởi vì sau khi tiến vào thư viện thì đã bị các trưởng lão hiểu rõ, cây nhỏ trong cơ thể của hắn chính là một bảo thụ tiên đạo vô thượng, thứ này không cách nào che giấu được. Cho nên, hiện giờ lúc tìm hiểu thì hắn cũng chẳng ngại ngùng giấu giếm làm gì, tu hành nhanh chóng, ngộ pháp chính xác đều có thể cả. Không chút tiếng động, ở một hướng khác có một cô gái mặc áo trắng vô cùng xinh đẹp, tựa như là quảng hàn tiên tử giáng trần cùng với việc tìm hiểu của nàng chính là một vòng mặt trăng màu xanh xuất hiện ở trên đỉnh đầu ánh trăng chiếu rọi toàn bộ chữ cổ đều phát sáng rồi tập hợp bay vào trong cơ thể của thanh y giúp nàng tìm hiểu những chữ này mọi người ngây ngốc đó là gì khiến người khác kinh ngạc không ngớt không ai nghĩ tới thanh y lại là người tìm hiểu nhiều chữ cổ nhất trong đám người nơi này dù cho mấy người như thạch hạo mặc đạo cũng không thể sánh kịp nàng đã ngộ tới hơn hai vạn chữ cổ vườn thanh nguyệt kia có lai lịch như thế nào vậy mọi người hoảng sợ nó tựa như nhận thức được toàn bộ các chữ cổ kia chỉ cần ánh trăng chiếu tới thì tựa như có thể đọc hiểu những chữ trên bức tường ngọc ấy vậy là hòa chủng sau khi chân tiên chết lưu lại hay có thể gọi là cổ hòa tuyệt thế trong mắt của người đời vì sao nó lại đi bên cạnh của nàng mà không hề rời đi ngay cả tứ trưởng lão cũng giật mình sau đó hắn lại tiếp tục quan sát cây nhỏ của thập quan vương nếu đã thấy được vậy ta sẽ nói sơ lược vậy tứ trưởng lão than thở rồi thần sắc trở nên nghiêm túc tiếp đó truyền âm cho mọi người nói nếu các ngươi đã lựa chọn con đường này tu tiên cổ pháp nhất định phải hiểu rõ một vài điểm cơ bản nhất mọi người nghe thế thì ngưng thần lắng nghe lựa chọn tu tiên cổ pháp thì cần có một điều kiện nhất định phải chọn cho mình một hạt tiên trùng nó sẽ cùng tiến hóa với bản thân mình hạt giống này càng bất phàm thành tựu lúc hợp đạo càng lớn hơn tứ trưởng lão nói thế Sệt. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về cây nhỏ được tiên khí vây quanh của thập quan vương, bọn họ cũng không phải là không biết về tiên trùng, tất nhiên cũng từng nghe nói qua về những bí ẩn của việc dùng thế giới thụ làm hạt giống. Đây tuyệt đối là một hạt tiên trùng tuyệt thế. Đồng thời, bọn họ cũng rất tò mò về thanh nguyệt diễm của thanh y, lẽ nào chân tiên ngày xưa vẫn có thể phục sinh trở lại hay sao? Tiên trùng tốt nhất tất nhiên là các loại như thế giới thụ, mô hình vũ trụ, nhưng những thứ này chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Dù là trường sinh giả cũng chưa chắc có năng lực bạt lấy và truyền cho con cháu mình, tứ trưởng lão than thở. Nhật thời, mọi người cảm thấy ước ao cùng đố kỵ với thập quan vương. Qua một thời gian ngắn nữa thì ta sẽ dẫn các ngươi đi tìm tiên chủng cho riêng mình, tứ trưởng lão lên tiếng. Nơi đó có những hạt giống của thế giới thụ hay của vũ trụ không vậy, có người hỏi. Trong trời đất này có vô số kỳ vật, có rất nhiều thứ chúng ta không thể nào biết được ví như những thứ có thể đặt ngang hàng với thế giới thủ, mô hình vũ trụ cũng không phải là không có. Tứ trưởng lão bơm hy vọng cho mọi người. Có thể tìm thấy ở đâu, mọi người không quá tin tưởng thế nhưng vẫn ôm lấy hy vọng. Giới phần, tứ trưởng lão nói. Mọi người giật này mình, cái tên này khiến người khác liên tưởng tới quá nhiều thứ. Nhất định phải tăng cao thực lực, cố gắng tiến bước, không nên để hai thư viện kia hạ thấp mình, tứ trưởng lão nói. Còn có hai thư viện khác nữa, mọi người thất kinh. Đúng, Thánh viện và Tiên viện, Tứ trưởng lão nói. Thánh viện, Tiên viện, đối với Thạch Hạo và Thanh Y thì nó cũng chẳng phải là cái tên xa lạ. Bởi vì, lúc tuyển chọn ở ba ngàn đại châu thì ba vị trí tôn từng đề cập qua với bọn họ, chỉ có những anh kiệt mạnh nhất mới có thể gia nhập Thư viện Thiên thần, Thánh viện, Tiên viện. Chỉ là... Về sau toàn đề cập tới Thư viện Thiên Thần chứ không có nhắc tới hai viện còn lại, hơn nữa về sau bọn họ đều gia nhập Thư viện Thiên Thần cả. Còn những người của các giới khác thì mù tịt chẳng hề biết gì, nếu có thì chỉ nghe qua loa, phản ứng hoàn toàn khác nhau. Trong các ngươi, có mấy ai đã từng nghe qua và hiểu rõ được bao nhiêu, tứ trưởng lão nhau mắt hỏi. Xin trưởng lão hãy nói rõ, chúng ta đều biết rất ít về hai viện này, mọi người đáp. Nói thế thì cũng hiểu đôi chút chứ gì, cứ nói đi, trưởng lão mỉm cười. Ta từng nghe nói, hai viện kia có chút đặc biệt, cũng không phải là người thường có thể gia nhập việc chọn lựa đệ tử vô cùng nghiêm ngặt và lại họ cũng gần như ít tiếp xúc với đời. Yêu Nguyệt công chúa lên tiếng. Không hổ là người của vương triều trường sinh, hiểu biết hơn người. Tứ trưởng lão gật đầu, đối với những người khác thì hai viện này khả năng rất là xa lạ thế, nhưng đối với những gia tộc cổ xưa ở cửu thiên thập địa này thì chẳng phải là chuyện tuyệt mật gì. Hai viện này trường tồn cùng thế gian, tồn tại năm tháng xa vời, chỉ là bọn họ luôn luôn đóng kín ít giao tiếp, chẳng lẽ người của hai viện này sẽ xuất thế ư? Yêu Nguyệt công chúa bổ sung. Những lời này vừa ra liền khiến người người giật mình và nhau nhau cả lên, tất cả không ngừng suy diễn lung tung, chẳng lẽ lai lịch của hai viện này rất to lớn hay sao? Ngay cả những người tới từ ba ngàn châu như Thạch Hạo, Nguyệt Thiền, hay là những người từng nghe tới tên của hai viện này đều giật này mình, hoàn toàn khác với sự nhận biết của bọn họ. Cứ tưởng rằng hai viện này cũng mới thành lập như thư viện, nhưng không ngờ lại còn lâu đời xa xưa hơn nữa, năm tháng dài đằng đẵng qua đi mà vẫn tồn tại trên thế gian. Có một số người có chung ý nghĩa với bọn họ không kìm chế được, hỏi: con có thư viện lánh đời như vậy nữa à? Vì sao không xuất hiện vậy ạ? À? Nói hai viện này lánh đời cũng được, mà nói mới thành lập cũng chẳng sao, đều không sai. Tứ trưởng lão nói: bởi vì Nói là lánh đời thì hoàn toàn là như thế, trường tồn từ xa xưa thế nhưng ngoại giới lại ít đề cập và ít biết tới, chỉ khi nào mở ra thì mới có một vài người biết tới, cho nên đối với những người bên ngoài thì cũng chỉ như vừa thành lập. Mọi người kinh ngạc từ từ lắng nghe. Đều nói như vậy, hai viện này không có tuyển đệ tử ngoại giới, đều là đệ tử của một vài lão quái vật trong cửu thiên thập địa này, dù sao bọn họ luôn luôn đóng kín cửa, hoàn toàn biệt lập với thời gian. Cái gọi là lão quái vật thì cũng giống như những người lánh đời chúng ta mà thôi, thậm chí họ còn là các tiền bối của chúng ta nữa, tứ trưởng lão bổ sung. Cái gì? Mọi người kinh ngạc tới ngây người, bởi vì tin tức này quá khủng khiếp. Nên biết, các trưởng lão của Thư viện Thiên Thần đều là những đại nhân vật cái thế, lánh đời không lộ diện, dù một ai đi ra ngoài cũng có thân phận vô cùng cao, đủ khiến các thế lực lớn kiên kỵ. Mà đệ tử của hai viện kia lại là người thừa kế của các vị trưởng bối như thế, tin tức này sao không khiến người kinh ngạc chứ? Tiền viện là cổ xưa nhất, ngày đâu có một lão quái vật có tuổi thọ ngang với kỳ nguyên này, tuổi tác lớn tới mức đáng sợ, bối phận vô cùng cao, ngay cả chúng ta chỉ nghe nói chứ chưa hề gặp mặt, tứ trưởng lão than thở. Tiền viện, ý nghĩa như tên, có quan hệ với tiên, bên trong có không ít pháp môn được sưu tầm hơn một kỳ nguyên trước, hướng dẫn người khác con đường tu thành tiên. Chỉ là, không biết có người đã đi tới cuối con đường và leo lên đỉnh cao hay chưa việc này cũng chưa rõ dù sao thời đại đã thay đổi năm tháng biến thiên toàn bộ đất trời đã không thích hợp cho việc tu tiên nữa thánh viện hơi muộn một chút nhưng huy hoàng vô cùng theo như tứ trưởng lão từng nói nó dành cho nhân kiệt tuyệt đại anh tài bình thường không hề có tư cách để gia nhập nếu không đó chính là sự khinh nhờn đối với viện này cách nói này sẽ khiến người khác không được thoải mái dù sao nơi đây đều là kỳ tài đều là kiệt xuất cả một vực các ngươi có biết thánh địa của kim thế pháp ở đâu không tứ trưởng lão lại nhắc tới kim thế pháp cũng bởi vì trước đây không lâu thì thư viện thiên thần đã nói bọn họ lựa chọn một nhóm người tu của pháp chính là bọn họ còn nhóm kia tu kim thế pháp tứ trưởng lão than thở phá vỡ danh giới ở các cảnh giới như động thiên liệt trận bước thêm bước nữa thực hiện việc thoát lên trên đây chính là mục đích của thánh viện những người nơi đó đều là nhân vật tuyệt đại, là đi con đường thăng hoa cực điểm, chủ tu đường thế pháp. Mọi người hít vào ngụm khí lạnh, nơi đó chẳng hề tầm thường chút nào, là nơi khai thác con đường cực hạn, là vùng đất tập trung các nhân vật thành công đường thế pháp. Người như vậy có tư cách để kiêu ngạo, họ hơn xa người thường, những thiên tài khác đi vào có lẽ sẽ là một loại khinh nhờn đối với bọn họ. Lúc này, Vương Hy nghe thấy vậy thì trong mắt lộ hào quang kỳ lạ, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Tiểu Nguyệt công chúa rất nhạy cảm, lập tức bắt lấy nét mặt chớp nhoáng kia của nàng, mỉm cười nói, ta cũng nghe nói, một người có liên quan tới ngươi đang tu hành ở trong đó đúng không? Hơn nữa cảnh giới cũng cực kỳ cao, được xưng là thiên kiêu tuyệt địa. Những người khác nghe thế thì lộ vẻ khác thường. Bởi vì, gần đây bọn họ biết được vài tin tức, rất có thể vương gia sẽ làm thông gia với một gia tộc cổ xưa nào đó, mà vị cường giả của gia tộc đó vô cùng thần bí, mạnh mẽ trên cửu thiên này chỉ là không biết ở chỗ nào thôi. Giờ nghĩ lại, thì ra có thể ở trong thánh viện. Tiền viện chủ tu cổ Pháp, thánh viện chủ tu kim thế Pháp, cốc gác của hai viện này rất vững chắc, cường giả xuất hiện lớp lớp. Bất luận người nào từ đây đi ra đều là những nhân vật không tài nào tưởng tượng nổi, tứ trưởng lão trịnh trọng nói. Bởi vì, đệ tử của nơi đó không phải được tuyển ở bên ngoài, mà đều là những đệ tử của các lão quái vật, đều là anh kiệt ngút trời lánh đời. Nói tới chỗ này thì hắn liếc nhìn về trích tiên, luôn cảm thấy người trẻ tuổi này tựa như đã đạt được truyền thừa của một lão quái vật nào đó, có quan hệ với vị tồn tại cổ xưa này. Đệ tử của hai viện này rất ít thế nhưng mỗi người đều là thiên kiêu cả, sau không lâu nữa thì có lẽ sẽ giao lưu với thư viện thiên thần chúng ta. Tới lúc đó hy vọng các ngươi sẽ không khiến cho ta thất vọng, tứ trưởng lão than thở. Trong lòng hắn không hề chắc chắn chút nào, tuy rằng đã tuyển được một nhóm nhân vật tuyệt diễm thế, nhưng hai viện kia quá mức thần bí, trời mới biết những lão quái vật kia đã tìm tới những đệ tử biến thái cỡ nào. Bởi vì những lão quái vật ấy không ngừng tiến hành các loại thí nghiệm, thậm chí có người còn muốn phục sinh lại di hài được lưu lại từ kỷ nguyên tiên cổ và thu làm đồ đệ. Còn có người thí nghiệm bọn họ dùng pháp lực vô thượng để kéo căng, đánh nát những ràng buộc của những đệ tử đã có tu vi thành tựu, giúp bọn họ tu luyện lại từ đầu. Tất cả cũng chỉ để siêu thoát. Những thí nghiệm của bọn họ đều rất biến thái, chỉ cần hơi ngay thôi cũng đã làm người khác sợ tới mức nổi da gà. Nghe nói, hình như đã có người thành công. Không bao lâu nữa sẽ tiến hành giao lưu, lúc đó ta muốn các ngươi cứ buông tay xả láng, cố gắng hết sức là được. Tứ trưởng lão nói, hiển nhiên trong lòng có chút vướng mắc, không muốn bị hai viện kia áp chế trưởng lão cứ yên tâm tới lúc đó chúng ta nhất định sẽ đánh bại đệ tử của hai viện đó có người tràn đầy tự tin nói tứ trưởng lão nghe thế thì sắc mặt tối sầm hiển nhiên chẳng hề tán đồng với loại tự tin mù quáng này cứ cô hết sức hắn nói thế sau đó tựa như nhớ tới gì đó bổ sung nếu các ngươi thật sự kinh diễm những ai tu cổ pháp rất có thể sẽ được lão quái vật của tiên viện dẫn đi những ai tu kim thế pháp thì sẽ được gia nhập vào thánh viện. Hả, tất cả mọi người ngây người, tiếp đó sụp sôi. Bọn họ hiểu, hai viện này đều là các đệ tử tinh anh, chẳng trách vẻ mặt của tứ trưởng lão lại kỳ lạ như thế, rất không cam, thì ra vướng mắc là từ nguyên nhân này mà ra. Nơi đây ầm ý những tiếng bàn luận. Hiển nhiên, độ ngông cuồng của hai viện kia còn cao hơn cả thư viện thiên thần, lại dám tới tận đây để tuyển đệ tử. Mọi người ý thức được, những lão quái vật kia rất ghê gớm, ngay cả trưởng lão của thư viện thiên thần cũng phải kiêng dè. Các tiền bối cao nhân ở nơi đó rất mạnh à, Lục Đà hỏi. Đại trưởng lão có lợi hại không, nơi đó không chỉ có một hai người như vậy, tứ trưởng lão nói. Đệ tử ở nơi đó mạnh tới mức nào, đây mới chính là sự quan tâm thật sự của bọn họ, không một ai tin phục cả. Đệ tử đời này mạnh bao nhiêu thì ta không biết, thế nhưng nhắc tới người này thì các người sẽ rõ. Ai, mọi người vô cùng kinh ngạc. Nguyên Thanh, tứ trưởng lão nói. Trong lúc những người khác giật mình và vẻ mặt vẫn tính là bình thường thì hai hàng lông mày của Thạch Hạo nhíu lại, hắn vô cùng căm giận kẻ này. Khi tới vô lượng thiên thì chính Nguyên Thanh đã động thủ áp chế hắn 10 năm, cuối cùng gần như là muốn cho hắn chết, bị kẻ này đầy tới cổ quang thái sơ, chặn đứt con đường tu hành của hắn, hủy bỏ con đường sống của hắn. Mặc dù nói là có người của phong tộc nhờ hắn ra tay, thế nhưng kẻ này vẫn phải chịu trách nhiệm. Nguyên Thanh Đại Nhân mạnh mẽ vô cùng, nghe nói đã là trí tôn. Ta nghe nói, chỉ là bước một chân vào lĩnh vực trí tôn thôi, nhưng dù vậy cũng rất kinh thế rồi. Mấy người nghị luận. Nếu như ta nói, Nguyên Thanh chỉ là đệ tử không hợp cách của hai viện này, vậy các ngươi có tin không? Tứ trưởng lão thở dài nói thế. Cái gì, Nguyên Thanh Đại Nhân lại là đệ tử không đủ tiêu chuẩn của hai viện, mọi người giật này cả mình. Chính xác, năm xưa Nguyên Thanh đã không thể thông qua cuộc kiểm tra trong viện, sau đó bị đuổi ra ngoài, tứ trưởng lão trịnh trọng nói. Ừm. Um. Nơi đây náo động, nhân vật mạnh mẽ như Nguyên Thanh mà lại là kẻ bị hai viện ruồng bỏ, thật sự khiến người khác chấn kinh. Đương nhiên, tuy rằng đuổi khỏi thế nhưng hai viện cũng không hề vô tình, vẫn dành cho hắn rất nhiều đạo thư, thậm chí có một vài lão quái vật lúc đi ra ngoài thì vẫn chỉ điểm đôi chút cho hắn. Chính vì thế hắn mới thành tựu như ngày hôm nay lúc nói tới câu này thì tứ trưởng lão nhìn về phía thạch hạo rõ ràng là đang nhắc nhở hắn rằng nguyên thanh không phải dễ dây vào hiện tại vẫn còn liên quan với hai viện kia và có quan hệ với một vài lão quái vật nguyên thanh một cái tên khiến lòng thạch hạo chẳng thể nào thoải mái không ngờ lại tới từ hai viện này cuối cùng thì thạch hạo cũng hiểu vì sao nguyên thanh sau khi làm chuyện như thế mà còn có thể tiến cử con cháu của mình vào thư viện thiên thần và trở thành đệ tử chính thức thì ra duyên cớ là đây, lai lịch kinh người như thế. Tu hành về sau thì mọi người không thể không kinh ngạc, tốc độ tu luyện của thanh y quá nhanh, thanh nguyệt lướt qua chữ cổ nào thì chân nghĩa đại đạo ẩn chứa bên trong nàng đều có thể lý giải cả. Trời sinh để tu tiên cổ pháp, tứ trưởng lão thán phục, thành tích như thế này không chú ý cũng không được. Trong lúc này, Nguyệt Thiền chẳng chút biến sắc, nàng ở phía sau, toàn thân là ánh sáng, áo trắng không chút bụi trần càng tôn vẻ thánh khiết của nàng hơn. Thạch Hạo biết, nàng cũng đạt được lợi ích rất lớn, bởi vì nàng và Thanh Y tuy hai mà là một, có thể cảm ứng được tất cả của đối phương là cùng một thể. Đặc biệt ở cự ly gần như này thì hai người đã không có chút bí mật gì cả, tựa như là một người vậy, cho nên khi Thanh Y hiểu rõ những chữ viết kia thì nàng cũng hiểu theo. Đây không phải là người tới từ hạ giới a, à, lại mạnh như thế, rất nhiều lộ vẻ khác thường, giật mình nhìn về phía Thanh Y. Trong cửu thiên thập địa này, cửu thiên là cao cao tại thượng, mà ba ngàn đạo châu lại thuộc về thập địa, cho nên mới bị gọi là hạ giới. Đương nhiên, đây cũng là cách gọi quen thuộc của người cửu thiên, cũng không có lời giải thích chính xác nào. Sau đó, những người quan tâm tới thanh y càng nhiều hơn, ngay cả trưởng lão của thư viện cũng chú ý tới, hẳn yên lặng cao mày suy nghĩ. Có mấy người thông qua những ghi chép trong sách cổ và cũng có hỏi thăm những người tới từ ba ngàn đạo châu thì rốt cuộc cũng xác định được. Ngọn lửa màu xanh ấy chính là hòa trùng mà thanh nguyệt tiên tử từ hơn kỳ nguyên trước chết đi và lưu lại. Về thật, thành tựu của cô gái này tuyệt không đoán được, đừng thấy hiện tại chỉ mới tu ra một luồng tiên khí thế, nhưng bên trong thanh nguyệt kia chắc chắn có thay ngén luồng tiên khí khác, sẽ bù đắp thiếu sót này cho nàng. Khi tin tức này lan truyền ra phạm vi nhỏ xung quanh thì nhiều người bắt đầu hành động, đầu tiên là một vài thiếu nữ tiếp cận thanh y với hy vọng có thể kết giao với nàng. Tiếp đó, một vài chàng trai cũng dục dịch lân la, bọn họ đều là những thiệt xuất của các bộ tộc, những người này cố ý biểu hiện ra phong thái hơn người của mình, rõ ràng là có mưu đồ. Nhất định phải lôi kéo cô gái này về gia tộc mình, tương lai sau này có thể sẽ có cơ duyên to lớn, đây chính là lời nói của một vị tộc trưởng thuộc gia tộc cổ xưa nào đó. Đó cũng không phải là trường hợp cá biệt gì, trong vòng một tháng sau đó thì không ít gia tộc dồn giật hành động. Ngay cả người của trường sinh thế gia cũng không ngoại lệ ví như gia tộc của Vương Hy, gia tộc của Yêu Nguyệt Công Chúa, hay là thế lực lớn sau lưng của Lục Đà. Những người này trịnh trọng nhắc nhở đệ tử trong tộc, nhất định phải lôi kéo Thanh Y về phía mình. Tại sao lại vậy? Lẽ nào tiềm lực của nàng còn cao hơn cả những người đã tu ra ba luồng tiền khí, có phải thiếu nữ đố kỵ bất mãn với mệnh lệnh lôi kéo một cô gái tới từ hạ giới như vậy? Những chàng trai khác thì không tới mức này, bởi vì Thanh Y có vẻ đẹp nghiêng trời, là một gia nhân tuyệt đại, dùng mạo động lòng người như vậy thì sớm đã có người mơ tưởng tới rồi. Các người nhớ kỹ, ai có thể lôi kéo nàng về phía mình thì không khác gì đạt được một bảo tàng tiên cổ, giá trị không thể đo lường được. Ông lão của trường sinh thế gia âm thầm nhắc nhở đệ tử mình với thần sắc đầy nghiêm túc, nói, ngọn lửa đó chính là hòa trùng mà Thanh Nguyệt tiên tử lưu lại. Nhìn hình dáng của nó thì rõ ràng rất là quái lạ, có thể ẩn chứa bí mật cuối cùng của bị tiên nữ kia. Cái gì? Xin tộc lão hãy nói rõ hơn. Người nghe được tin tức này thì chợt hít vào ngụm khí lạnh. Có một lời đồn liên quan tới thanh nguyệt tiên tử này. Sự tài hoa của thanh nguyệt tiên tử chấn kinh cả tiên cổ, nàng không ngừng nghiên cứu phương pháp bất hủ, tiến hành rất nhiều thử nghiệm. Là bạn tốt với lục đạo luân hồi tiên vương và vô trung tiên vương nên nhận được rất nhiều sự dẫn dắt. Ngày đầu, nàng muốn tu luyện một pháp môn độ kiếp là vào kỷ nguyên diệt vong, thiên địa lật nhào thì nàng tạm thời sẽ tiêu tán, nhưng sớm muộn gì rồi cũng có một ngày nàng sẽ trở lại, sẽ sống sót trên thế gian. Đây là một bí ẩn, và cũng là một lời đồn. Năm xưa không một ai tin cả, thế nhưng khi mọi người ở thời này nhìn thấy thanh nguyệt diễm khác biệt này và hiểu rõ là hòa trùng mà nàng đã lưu lại, lúc này liền đứng ngồi không yên. Hiện giờ, thanh nguyệt tái hiện, hoàn toàn khác biệt cho nên sẽ khiến vài gia tộc cổ xưa kinh ngạc. Nếu như ai có bản lĩnh cưới được thanh y thì ta có thể xem xét chuyển vị trí tộc trưởng đời tiếp theo cho người đó. Đây là quyết định chấp nhoáng mà tộc trưởng đưa ra hòng khích lệ đệ tử trong tộc. Những gia tộc khác tuy rằng không trọng thường thẳng thường như vậy nhưng mà cũng có ám chỉ, chỉ cần giúp ngắn mối quan hệ với thanh y thì sẽ tạo điều kiện tăng cao địa vị trong tộc bọn họ cũng chỉ làm như vậy chứ không dám ép buộc quá mức là vì lo lắng. Vạn nhất thanh nguyệt tiên tử thật sự hiện lên thế gian lần nữa và thấy có người có ý đồ với nàng. Khi nhờn với nàng thì chắc chắn sẽ ra tay hủy diệt luôn một trường sinh thế gian. Thạch hạo lộ vẻ khác thường, hắn cũng từng nghe được một vài tin tức ngầm khi nghĩ tới ân oán tình cừu với thanh y cùng nguyệt thiền thì trong lòng chợt bồn chồn sẽ có thể gặp một thanh nguyệt tiên tử ư không thể không nói năng lực của những gia tộc cổ xưa này lớn tới kinh người sau đó không lâu đã có thể hiểu rõ quan hệ giữa thanh y và nguyệt thiền một người lại chia làm hai việc này làm cho bọn họ sợ hãi nên biết mỗi người đều đã tu ra một luồng tiên khí nếu như có ngày nào đó dung hợp lại thì cũng không chỉ xếp chồng lên nhau mà là càng mạnh mẽ hơn hơn nữa được sự bổ sung của tiên khí ẩn giấu trong thanh nguyệt diễm thì thành tựu của nàng càng không thể đoán được không cần nói về truyền thuyết của thanh nguyệt tiên tử chỉ riêng phong thái tuyệt diễn của thiếu nữ này thì tương lai đã khó đánh giá rồi sẽ vô cùng kinh người và đáng sợ bên trên ngọn bạch ngọc sơn trăm vạn chữ viết tỏa sáng suốt đêm ánh sáng dạng người dòng giã suốt tháng trời tất cả mọi người đều chăm chỉ tu hành cẩn thận tìm hiểu hôm đó tứ trưởng lão vận dụng pháp lực chuyển tới một ngọn núi đá đặt lên trên phế tích này mọi người quay đầu quan sát và lộ vẻ khác thường bởi vì hình dáng của ngọn núi này rất đặc biệt nó tựa như là một cái lò lửa nhưng có chút hư hao một vài chỗ không được đầy đủ thức tình tứ trưởng lão khống chế từng vệt thần quang đánh vào núi đá này khiến nó chấn động không ngừng bên dưới đáy tựa như xuất hiện ngọn lửa đốt cháy cả ngọn núi này sau đó từng tia tiên vụ từ trong các vết nứt của ngọn núi tràn ngập ra ngoài đi kèm với đó là mùi hương thơm ngát trưởng lão đó là gì đây là một lò luyện đan được truyền thừa từ tiên cổ, chúng ta đã phát hiện được từ trong một động phủ tiên gia. Tuy rằng không phải là bảo cụ vô thượng gì thế, nhưng nó đã từng luyện qua tiên đan, ẩn chứa dược tính kinh người. Tứ trưởng lão trả lời. Vì sao trưởng lão lại mang nó tới đây? Có người thỉnh giáo. Là cho các ngươi một lần cơ duyên. Bên trong lò luyện đan này ngưng tụ ra dược tính và đã hóa thành bảo dược không hề tiêu tán. Tứ trưởng lão nói. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, đã nhiều năm trôi qua rồi mà trong lò đá này vẫn còn thần dược. Các ngươi đoán đúng, bên trong lò đá này có nhiều cho tàn thế nhưng cũng ẩn giấu đôi chút bảo đan, là phạt mạch đan rất quan trọng trong việc tu luyện tiên cổ pháp. Dùng thứ này để trải chốt lại cơ thể, như vậy việc tu luyện tiên cổ pháp sẽ càng dễ hơn, tứ trưởng lão nói. Việc này dẫn tới sự tranh luận của mọi người, ai cũng dồn dập lộ nét mừng, dù sao hoàn cảnh trong thiên địa đã thay đổi, độ khó để tu tiên cổ pháp đã gia tăng. Nếu như có loại thần đan như vậy thì chắc chắn sẽ giảm đi không ít trở ngại. Đan dược có hạn, tất cả đều dựa vào thực lực để nhận lấy, tứ trưởng lão bổ sung. Chỉ một câu đã đốt cháy bầu không khí căng thẳng nơi này, tất cả mọi người nhanh chóng phân tách đứng đối lập nhau. Rệt. Hơn nữa, có người còn bay vút lên không trung và phóng thẳng về phía ngọn núi đá này, mục đích là muốn tiến vào trong lò để lấy đan. Tứ trưởng lão gật đầu, biểu thị về khen ngợi. Ồm. Um. Chỉ một quyền, thập quan vương đã xuất thủ, hắn triển khai long quyền mạnh mẽ vô song, cách rất xa thế nhưng vẫn thấy ba luồng tiên khí hóa thành chân long quấn quanh một quyền này rồi lao về phía trước, lập tức người kia bị đánh ho ra đầy máu, văng mạnh lên trên núi đá. Hắn lướt tới, nhằm thẳng phía đỉnh của lò đá. Đi cùng lúc đó những người khác cũng dịch chuyển phi thân lên cao nhằm thẳng về miệng lò luyện đan bóng người đông đảo trùng sang ngút trời thạch hạo tất nhiên cũng bật nhảy nhắm về miệng núi lò luyện đan này vô cùng to lớn toàn thân đều là chất liệu bằng đá nơi miệng lò bốc lên từng làn xương mù màu trắng với hương thơm ngây ngất mà cũng chính nơi đây là sự tranh đấu kịch liệt của mấy đại cao thủ, tạm thời không một ai có thể đi vào, bởi vì nếu dám tiến vào trước thì sẽ trở thành mục tiêu công kích của những người còn lại. Thật Quan Vương, Vân Hy, Lục Đà, Yêu Nguyệt, Huyền Côn đều đứng đối lập rồi không ngừng quyết đấu. Hiện giờ, không một ai có thể phá vỡ cân bằng. Khi Thạch Hạo tới thì những người khác lộ vẻ kỳ lạ nhìn nhau, tựa như đang giao lưu thông đồng gì đó. Mặc đạo, mở đường. Thạch Hạo lên tiếng, Mặc Đạo vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn. Đây là một người hầu trí tôn đã tu ra ba luồng tiên khí. ầm! Ừ. Mặc Đạo xuất thủ, giết thẳng hướng miệng lò. Ngăn hắn lại, những trí tôn khác tất nhiên sẽ không đứng nhìn bọn họ đi vào, cho nên đồng loạt ra tay với Mặc Đạo. Thạch Hạo chắp hai tay sau lưng rồi từ từ đi tới, chứ cũng không có ra tay ngay, bởi vì mấy đại cao thủ kia một bên ngăn cản Mặc Đạo, còn một bên thì quan sát hắn thanh y tiên tử, mời đi bên này. Lục đà lên tiếng, bởi vì lúc này thanh y cũng đã tới nơi miệng lò, bạch y tung bay theo gió. Thanh y, chúng ta cùng nhau đi vào, thạch hạo mỉm cười với nàng. Nghe tiếng pháp lực đầy tinh diệu, đạo hạnh đầy cao thâm của huynh đài đã lâu, thế nhưng vẫn chưa có cơ hội luận bàn nào cả, không bằng chúng ta đấu thử một lần, phía đối diện có người lên tiếng. Rõ ràng, có người muốn khiêu chiến thạch hạo. Từ sau khi hắn trở về thì vẫn luôn tỏ về thần bí, tất cả mọi người đều biết sự lợi hại của hắn, đạo pháp cao siêu, thế nhưng cũng có rất nhiều hoài nghi không biết hắn lợi hại tới mức nào. Bởi vì, liên quan tới sự mạnh mẽ của hắn thì cũng chỉ là những suy đoán mà thôi. Ví như, có người nói hắn giết chết tam đầu vương, còn có người nói hắn hạ cục hư không thú, thế nhưng lại không hề có chứng cứ xác thực nào hiện giờ có người không kìm chế được nên muốn ước lượng sâu cạn của hắn ra sao trong thư viện thiên thần này. Mặc đạo, quay lại, diệt tên kia cho ta, thạch hạo lên tiếng đầy ngông cuồng, căn bản không thèm để người này vào mắt. Người, quá kiêu ngạo đó, ta khiêu chiến ngươi thì tại sao ngươi lại sai người khác ra trận? Người kia quát lớn, trên đầu một cái mũ vàng tím, dáng vẻ bất phàm, là một thanh niên vô cùng tuấn tú chỉ mới tu ra hai luồng tiên khí mà cũng xứng khiêu chiến với ta. Người hầu của ta cũng đã tu ra ba luồng rồi đó, muốn chiến với ta thì trước hết luyện thêm 500 năm nữa đi. Thạch hạo chế nhạo. Hắn biết, sau lưng kẻ này thế nào cũng có cao thủ cấp bậc như Vương Hy, Lục Đà. Đám người này sai hắn ra mặt để thăm dò chứ không thì một tên tu ra hai luồng tiên khí thì làm sao dám can thiệp vào. Vốn mặt mày của người này như ngọc thế nhưng khi bị thạch hạo chế nhạo trước nhiều người như thế thì lập tức đỏ bừng. Tay cầm thiên mô vọt tới, quạt lớn, cái tên nhát gan này, chỉ biết núp sau lưng kẻ khác, phải nhờ cường giả của dị vực ra mặt, ngươi là cái thá gì chứ, ngon thì lại đây. Đúng thế, có gì tài ba đâu chứ, dùng thủ đoạn gian xảo thể thu một người hầu, cơ bản không phải là bản lĩnh thật sự, nếu như buông tay đánh một trận thì chắc chắn sẽ trấn áp ngươi ngay và luôn, phía sau có người hùa theo, rõ ràng là bắt ép Thạch Hạo ra tay. Một bầy kiến hôi dựa vào các ngươi mà cũng dám hò hét trước mặt ta à, mặc đạo, còn do dự gì mà không ra tay chứ, cứ đánh đập đạp mạnh dưới chân cho ta, thạch hạo thở ở nói. Đối với đám người khiêu khích này thì chẳng đáng để hắn động tay động chân, cứ để mặc đạo ra tay. Mặc đạo quay trở lại, từ nơi miệng lò sông tới và đứng bên trên ngọn núi, cũng chính là đang đứng bên trên lò đá, áo trắng phần phật, tóc dài tung bay, còn ngươi tựa như tía chớp hắn thả ra khí tức kinh người khiến mấy người đối diện run rẩy trong lòng. Mặc đạo, người thân là cường giả dị vực, đã tu ra ba luồng tiên khí, được xưng là trí tôn một đời, thế nhưng lại cam nguyện trở thành người hầu cho một kẻ có thực lực kém cỏi hơn mình. Nếu ta mà là ngươi thì ngược lại sẽ giết chết kẻ đó, thế nhưng mà ta cũng nghe nói qua, người bị hạn chế bởi một loại cấm pháp nào đó đã đưa ma khí uẩn hồn tháp có thể dưỡng hồn cho hắn nên mới khiến bản thân mất đi sự tự do. Nếu như có kiêng kỵ gì đó thì hãy để chúng ta giúp ngươi trừng trị hắn. Chàng trai đầu đội mũ vàng tím lên tiếng, đồng thời thiên màu sắc bén hua hua nơi tay. Mọi người đều biết hắn không hề thật tâm đi theo thạch hạo, cho nên mới dùng lời nói để công kích hòng nhìn phản ứng của hắn. Cũng là đang giúp một người hay một nhóm người phía sau lưng thăm dò thử thạch hạo có bản lĩnh giết chết tam đầu vương hay không. Ừm. Mặc đạo giơ tay, nơi lòng bàn tay phát sáng rồi xuất hiện mấy chục chữ cổ dạng người rực rỡ không ngừng vang lên những tiếng bong bong. Đây chính là pháp môn mà hắn đã tìm hiểu được từ trên ngọn bạch ngọc sơn. Kết quả, mấy chục con phượng hoàng lửa hí vang lao vút lên trời cao. Những chữ này đều hòa thành những con phượng hoàng đỏ thắm, bộ cánh dài xinh đẹp, linh vũ sặc sỡ. Trong vẻ đẹp đã có sự thánh khiết vô cùng, phượng hoàng bay múa tận trời xanh. Đồng thời, tất cả chúng đều mang theo từng luồng tiên khí, là sự phóng thích của tiên khí mà hắn đã tu ra, trong chớp mắt bùng phát. Phá Chàng trai đứng đối diện hết lớn, tay cầm một chiếc kính bằng dương vô cùng bóng loáng, tựa như là vầng thái dương bạc phát sáng phản chiếu mấy chục con phượng hoàng đỏ rực tương tự. Không mình kính, mọi người kinh hãi, chiếc gương này có lai lịch rất lớn, nó có thể chứa đựng công kích của đối phương vào bên trong kính, sau đó lại phóng thích đánh trả ngược lại đối phương. Thế nhưng đó là tiên kính đầy mạnh mẽ không cách nào đo lường được, nó đã biến mất cách đây rất nhiều năm, ngày đầu đã bị phá nát trong trận chiến tiên cổ năm xưa. Trước mắt rõ ràng chỉ là một cái hàng nhái thế nhưng cũng rất kinh người, bí bảo mô phỏng bình thường thì làm sao có thể ngăn cản một đòn được tiên khí quấn quanh chứ. Mấy chục chữ cổ hóa thành phượng hoàng đỏ rực mà mặc đạo triển khai từ từ phai mờ rồi biến mất không thấy đâu, sau đó tất cả đều hiện ở bên trong mặt cốt kính giết, chàng trai đầu đội mũ vàng tím hét lớn rồi rung mạnh bảo kính trong tay, tiếp đó ánh hào quang lấp lánh phun trào, mấy chục con phượng hoàng lửa lao ra, trùng hóa thành từng luồng ánh đỏ mang theo ngọn lửa ngập trời giết về mặt đạo. Cảnh tượng này khiến mọi người cứng họng, không ngờ lại có thủ đoạn như vậy. Nên biết, hắn chỉ mới tu ra hai luồng tiên khí thế nhưng lại có thể hò hét với một vị trí tôn, hơn nữa có thủ có công chứ chẳng hề vất vả gì. Hạch Hạo cười khẩy, chẳng trách đối phương lại dám khiêu khích như thế, hóa ra là có chỗ dựa như thế này, người sau lưng hẳn đã đưa bảo kính cho kẻ này, vốn là muốn thăm dò hắn. Rệt. Ánh mắt của Mạc Đạo lạnh như điện, hai tay kết ấn và phóng ra từng luồng ánh kiếm, còn bản thân thì xông lên giết chết mấy chục con chim thần do chính mình diễn hóa ra kia. Máu tươi nhuộm đỏ trời không và hóa thành từng làn ánh sáng phủ văn. Tiếp đó, hắn gặp người lao nhanh tới, chẳng hề phóng thích bảo thuật gì mà chỉ xông thẳng giết lại mà thôi. Chàng trai đội mũ vàng tím quát lên, không ngừng khống chế bảo kính trong tay. Lúc này mặt kính phát sáng rồi từ bên trong lao ra vô số trùng sáng hóa thành mấy chục con kim ô. Nó không chỉ có thể nuốt hết bảo thuật của đối phương mà bản thân còn có thể phóng thích ra những pháp thuật để công kích, bởi vì mặt kính được chế tạo từ thần cốt được đánh bóng của kim ô. Do bị giới hạn bởi vật liệu, cũng không phải là của kim ô cấp trí tôn, huyết thống không đủ mạnh thành ra uy lực mà nó phát ra cũng có hạn, khó có thể thương tổn tới mặc đạo. Trên thực tế, sau khi mấy chục con kim ô lao tới thì không cách nào có thể đụng vào mặc đạo được. Bên ngoài cơ thể của hắn có một tầng ánh sáng trói mắt tựa như là chất lòng bảo vệ bản thân bên trong. Bốp, khi tới sát bên cạnh thì Mặc Đạo đánh ra một trường, ba luồng tiên khí quấn quanh nơi bàn tay. người kia dùng bảo kính để ngăn cản thế, nhưng âm thanh vỡ vụn vang vọng, tấm gương đã vỡ nát rồi. vào lúc này kinh biến chợt phát sinh, một thanh đoàn kiếm từ trong gương lao nhanh ra ngoài, nó hóa thành luồng ánh sáng đầy sắc bén chém về phía Mặc Đạo, tốc độ cực nhanh tựa như là cầu vòng ngang trời. Cùng lúc đó thì cũng có người xuất thủ giết về phía Thạch Hạo, đó là một người bằng đồng, là một loại bí bảo và cũng là một dụng cụ để chinh chiến. Có người không cách nào kìm chế được việc muốn thăm dò Thạch Hạo thế, nhưng cũng không muốn lộ diện, hắn chỉ âm thầm lấy ra một bảo cụ hình người, cũng coi như là một loại con rối. Bảo cụ này rất bất phàm, bên trong ẩn chứa các loại thần liệu và trải qua vô vàn thử thách mới luyện thành. Thạch Hạo, người có dám chiến một trận vào lúc này có bốn sinh linh đồng loạt nhảy tới, ai cũng đều sở hữu bí bảo và muốn ước lượng sức lực của Thạch Hạo tới mức nào. Giang giác. Cách đó không xa, Mạc Đạo nổi giận, đối phương đều ý lại bảo cụ để khiêu chiến uy nghiêm trí tôn của hắn, lúc này hắn toàn lực xuất thủ. Nơi bàn tay phát sáng rồi xuất hiện một thanh vũ khí sắc bén chém đứt đoàn kiếm kia, tiếp đó chém đứt đôi chàng trai đội mũ vàng tím từ ngang hông, tiên huyết nhuộm đỏ cả trời cao. Có thể nói, không minh kính hay là đoàn kiếm kia đều rất bất phàm, ít nhất có thể chịu đựng được lực công kích tới mấy lần của người tu ra ba luồng tiên khí, thế nhưng kết cục vẫn bị hủy diệt. Mặc đạo tay cầm lợi khí có hình dạng như long xa, không gì là không thể xuyên thủng, nếu như không phải hắn kiêng kỵ vì đang ở trong thư viện thiên thần thì đã giết chết tên kia rồi. Thân thể của chàng trai kia bị chém thành hai nửa rơi trên ngọn núi, cơn đau đớn khó mà nhịn được. Mạc Đạo xoay người nhìn chằm chằm con dối bằng đồng kia, ý muốn lên nghênh chiến. "Thôi bỏ đi, để ta tự mình xuất trận, nếu không các ngươi cũng chẳng từ bỏ ý định." Thạch Hạo lạnh nhạt nở nụ cười đồng thời bước về trước. Thân thể của hắn hơi phát sáng rồi tạo ra động thiên duy nhất dán chặt lấy cơ thể, không cách nào có thể phát hiện ra hình dạng của động thiên được, nó tựa như là bộ giáp trụ bao trùm lên người. Kèng hắn nâng quyền đấm thẳng về phía con rối bằng đồng kia, tiếng vang trói tai lan truyền, thứ này vô cùng cứng rắn, bên trong thậm chí còn ẩn chứa một chút tiên kim, chẳng hề kém so với kim cương chát, giá trị kinh người. Mọi người thay đổi sắc mặt, không hổ là luyện thể giả, lại có thể trực diện chống lại dụng cụ chiến tranh này. Cánh tay của người bằng đồng lõm sâu vào trong, nó không cách nào ngăn lại được lực đấm của cơ thể thạch hạo, cảnh tượng thật dọa người. Thế nhưng, những người kia rất muốn biết pháp lực của Thạch Hạo sẽ tới mức nào, bởi vì bọn họ đã biết hắn là luyện thể giả trời sinh, hiểu quá rõ về thân thể của hắn. Vì vậy, vài tên tu sĩ kia vọt lên, đồng thời hét lớn và tạo nên màn ánh sáng lấp lánh, tất cả đều đang sử dụng bảo thuật, sử dụng bí bảo mà trường sinh gia tộc đưa cho. Những sinh linh gồm châu lớn thái cổ, giết biết bay, sư tử vương ba đầu, còn có rùa vàng ngang trời, tất cả đều là những chủng tộc mạnh mẽ. Tuy rằng điều hóa thành hình người nhưng cũng mang theo một vài đặc thù của tộc mình. Vèo Lúc này, thạch hạo hóa thành một mũi tên thần vàng óng, tốc độ thân thể của hắn quá nhanh không ngừng lao vút trong hư không, trên kích châu lớn dưới chiến giết bay, đồng đánh sư tử vương tây chém rùa vàng. Giang dốc Đầu tiên là bảo cụ của bọn họ, tuy rằng đều từ trường sinh ra tộc thế nhưng trong sự va chạm đầy mạnh mẽ đó thì không ngừng nổ tung kể cả người bằng đồng cũng bị Thạch Hạo dùng tay không xé rách thành từng mảnh. Thật là đáng sợ, y như con hung thú tiền sử hình người vậy, có người thắn phục. Tên khốn này mạnh tới mức không còn gì để bàn nữa, dùng thân thể để phá tan mọi bảo cụ, không cách nào ngăn cản. Phụt. Tiếp theo, châu lớn bị bàn tay của hắn vặn gãy cổ, máu tươi tuôn rơi, dệt bay bị hắn chặt đứt, sư tử vương bị hắn đá bay nửa người bay bét thịt nát, bộ giáp của rùa vàng nổ tung, thân thể đâu đâu cũng là máu. Mọi người ngạc nhiên, quá nhanh, chỉ trong nháy mắt mà đã kết thúc chiến đấu rồi. Mọi người còn muốn xem thử đạo hạnh của hắn tới mức nào, thế nhưng hắn giải quyết những người này chỉ dựa vào lực thân thể, cơ bản chưa từng vận dụng qua bảo thuật. Chàng trai đầu đội mũ vàng tím có thực lực phi phàm thế nhưng đã bị mặc đạo chém lìa thân thể, lúc này mới từ từ khôi phục lại. Vừa mới loạn trọng đứng lên thì thạch hạo bay bổng tặng thêm một cước vào ngực của hắn, lúc này cả thân thể đứt đoạn thành từng khúc ngoại trừ đầu lâu ra thì toàn bộ cơ thể đều đã hóa thành xương máu. Hắn phát ra tiếng hét thảm. Dùng hạng như vậy để thăm dò ta, còn xa lắm, thạch hạo lạnh nhạt nói rồi nhìn về đối diện. Huynh đài quả nhiên rất ghê gớm, không ngờ lại có thủ đoạn như thế này, không thể là hạng vô danh được, chúng ta rất muốn nhìn thấy chân thân của ngươi. Rốt cuộc thì trí tôn trẻ tuổi đã tu ra ba luồng tiên khí không thể kìm nén được nữa, từng người đạp lên hư không và đồng loạt áp sát về nơi này.